Mặt em tử đằng, quái thú, siêu khủng. Quay cho anh em xem ngổn hoa. Đấy. Đấy, sau khi phơi nắng, đọt đỏ ra rất đẹp. Tất cả những cái ngọn này nó đều có tất cả những cái lách lá sẽ có những cái ngọn hoa ở dưới. Đấy. Đầu tiên nó ra thì nhìn rất nhỏ thôi, ngọn hoa nó nhìn rất nhỏ nhưng mà lá nó che này. Đấy, và nữa là nó sẽ thành một cái chùm dài như này. Đúng. Dòng này nó có hoa quanh năm luôn. Là anh em cứ yên tâm. Chùm bông nó sắp lở đẹp lắm. Em hồng hồng Tết, hồng đá. Này, cẩm thị. Gốc cẩm thị khá là khủng. Đấy, mình không có dâm ủ thì mình trồng trực tiếp luôn. Trồng luôn vào cái chậu chất dâm ủ này. Đất trồng luôn. Đủ dinh dưỡng sống luôn. Không cần phải sang chậu. Đấy, khi nào nó ra đọt kia là mình sẽ vào kẽm là mình nuôi luôn ở cái chậu luôn. Phát triển rất là ok. Cây ba thân. Đây là một siêu phẩm cây keo dậu. Đế lơ quái đỏ. Rất dễ nó bắt vào cái thành chậu. Cái chi chốt này mình đang cắt giật để chuyển những cái đầu nhánh này. Đấy. Sắp sửa ra hoa ra trái nên đây là cái siêu phẩm mình muốn giới thiệu với anh em, một cây thanh hương đọt đỏ. Anh em nhìn thấy lá nó đỏ rực này. Đấy. Đọt nó ra này. Tối quay cho anh em xem khủng nhá. Ôm tay không hết này. Chỗ này thì đế này, đế của nó cực đẹp luôn này. Thanh hương đột đỏ. Dòng này lá nó đỏ như máu, như cây Trung Quốc luôn. Anh em nhìn đọt nó ra bào phê luôn. Đấy, mình đã vào kẽm phân tán tay tán cho nó ngon lành này. Để ở đây còn tháng nữa là nó sẽ nứt những cái nhánh chốt phụ nữa, là mình sẽ vẽ tiếp những cái kẽm nhỏ nó vào những cái chốt nhỏ này để cho nó thành một cái tán ấm, đợi những cái chốt nó nảy ra là mình sẽ vẽ tay tán cho nó sẽ ấm luôn. Đấy, nuôi qua Tết sang năm là cắt giật được hàng, quá đẹp luôn. Thanh hương đọt đỏ mà anh em tìm được những cái gốc như này, nuôi thuần chậu được như này
cả một quá trình, không phải dễ kiếm đâu, rất khó để mà thuần hóa được nó nhé. Đây này, quay cho anh em xem này. Đấy, một cây thanh hương đặt đỏ nữa đây. Khi mình dâm ủ mà mình chỉ cần sai kỹ thuật cho nên phơi nắng sớm một cái là nó gặp nắng là nó teo, phí mất một cái cây cốt cực khủng. Đây là những cái rủi ro trong lĩnh vực làm cây, anh em thấy không? Cốt nắc rất đẹp. Mình đang cứu nó, mình đang vẫn cứ phải che đậy lại để mình cứu, hy vọng tưới kích rễ vào để cho nó hồi, nếu mà nó hồi phục được ấy, thì sau này mình sẽ hạ cái cành này xuống. Nó hồi phục được mình chỉ lấy cái cốt này thôi, mình cắt lên đây, mình chơi cái đồn lực, tỷ lệ nó chỉ còn sống khoảng 10%. Đấy, những cây này thì nó thuần chậu hơn, dễ rất nhiều dưới đó, bám chắc à, không bao giờ chết luôn, dòng này nó đã sống rồi thì bảo hành trọn đời luôn. Đấy, anh em nhìn cái chốt nó ra vết cắt của mình nó kéo sẹo. Đấy, những cái đầu cắt bo sẹo hết rồi. Đây là cái vết này, vết mới cắt này, nó cũng đang đầy sẹo này. Đấy, cây nó phải khỏe, bộ đế nó phải hút được dinh dưỡng rồi nó mới bo kéo sẹo nhanh như thế nhá. Chào anh em ạ.